Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Trước khi ăn cơm phải làm ngay video này cho nó nóng hổi đúng không ạ? Để làm gì? Thông điệp gửi tới quý vị và các bạn ấy đó là từ sáng đến giờ có ai mà gọi điện nhắn tin thậm chí là bị tắt máy ngay lập tức thì mong quý vị và các bạn hết sức bình tĩnh, đừng có nóng nhá. Nóng tai là hỏng việc, mà bình tĩnh thì xử lý đúng, mà lúng túng thì xử lý sai. Nóng tai là hỏng hết bánh kẹo nhá. Lý do ấy là cháu nó học thì tớ không chưa mua được chưa mua được máy tính cũng như nhà mạng ấy, thì người ta lý do dịch bệnh là người ta chưa lắp mạng cho để dùng được ấy, nên là phải dùng tạm bằng cái điện thoại của tớ để nó học. Thì khi có cuộc gọi đến thì đương nhiên nó phải tắt đi để nó học ấy, thì mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, merci. Sau đây tôi cũng xin chia sẻ tới quý vị và các bạn nhé, những ai mà gọi là có muốn quay livestream nói chung nhá, ấy thì tự mình có thể chế ra được một cái dụng cụ coi như thế là để phục vụ với công việc coi như thế là quay video. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn nhá, cái loại mình chế này ngon bổ rẻ, đấy, ai cũng có thể làm được ở bất kỳ nơi nào, đấy, bất kỳ ai cũng có thể làm được, đấy, chi phí thì cực kỳ thấp. Kính thưa quý vị và các bạn, đây mình dùng một cái chân đế quạt nhá. Đấy, đế này thì hiệu Senco, hiệu gì cũng được. Đấy, Senco mà ngày xưa cái đồng hồ Senco chém cạnh cái thời năm 90 2000 nên là cái đồng hồ SKI là quý giá lắm đấy. Cái đại loại là dùng cái đế quạt này nhá. Đế quạt này để làm gì? Để nó đứng cái này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là nó có điều chỉnh được đúng không? Nó có điều chỉnh được cao thốc. Đấy. Nhá, mình dùng ngay cái đế quạt này, mà đế quạt này thì ở đâu cũng có đúng không ạ? Ở đâu có điện là ở đó có quạt, có đế quạt đúng không ạ? Đấy, ở những cái đế quạt hỏng này đúng không, để sử dụng vào những công việc làm cái thiết bị để giữ cái điện thoại nhá, để livestream thì tôi được chấm hết nhá. Đây, nó có thể gật gù đúng không? Đây là như cái quạt gật gù lên xuống nhá. Đây là mình, đây là cái cổ quạt đúng không ạ? Đây nhá, có thể xoay tròn 360 độ. Đấy, thế còn quý vị lúc nào mà thích rút nó, tháo nó ra nhá, thì đây đưa tô vít vào đây, vặn con đốc này lỏng ra phát, thế là rút cái này lên. Hoặc là gì, đây là cái con này mình bắt bằng EQ và bu lông nhá. Đấy, bắt ốc. Đấy, có thể tháo rời ra hoàn toàn. Đấy, có thể tháo rời ra hoàn toàn nhá. Đấy, còn cái hộp vuông này thì hộp vuông 14 nhá, hộp vuông 14 sắt. Quý vị và các bạn lưu ý là cái này là phải nhờ cái đồng chí có tay nghề hàn, những anh thợ hàn, anh thợ cơ khí, người ta vặn ở đây nhá. Ở đây một con đầu con EQ nhá. Đấy, con EQ mà những anh em ở trong miền Nam này người gọi con này là con tán ấy. Đấy, hàn nó vào đây thì lưu ý là hàn là nó phải thẳng vào. Đấy, cái trên này cũng vậy. Đấy, cái trên này cũng vậy. Đấy, hàn con EQ vào đây để làm gì? Để vặn con bu lông xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, đây đấy, mình có thể tháo ra được nhá. Đấy, thấy không? Đấy là nếu mà cứ vặn nữa là tháo ra nhá. Đấy, khi mình vặn xuống thì con bu lông này nó sẽ tụt vào lòng trong của con hộp vuông 14 này. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn, cái loại này mà như kiểu cái loại cái ba chạc ở trên mạng nó bán ấy thì cái độ bền được, thì cái này cái loại ở trên mạng bán phải gọi cái này bằng cụ tổ thế cho nhanh nhá. Đấy, xong lại ngon bổ rẻ, ai cũng thế cũng có làm được. Đấy, còn cái này ấy, cái này là cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái này là cái giá đỡ điện thoại đây. Đấy, vặn vào hai bên. Đấy, nó điều chỉnh hai bên nhá. Đấy, điều chỉnh hai bên thì lưu ý là khi mở ra thì cũng mở ra cho nó đều. Đấy nhá. Đấy, chứ đừng để nó lệch. Đấy, lệch thì cũng chẳng sao cả, nhưng mà thông thường lệch thì nó không được đúng kỹ thuật cho lắm đúng không ạ? Đấy, có thể gật gù được nhá, xoay tròn 360 độ này. Đấy, còn cái này ấy, cái này thì kính thưa quý vị, mua đâu, cái này mua ở cái chỗ nó bán điện thoại nhá. Cái này mình mua ở đường mùng 3 tháng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Ở đường mùng 3 tháng 2 bán đầy luôn những cái cửa hàng điện thoại nhá. Đấy, cái này mình mua ở trên Sài Gòn. Đấy. Còn cái quạt, cái đế quạt này thì ở đâu chả có đúng không ạ? Đấy. Còn cái này thì mình đấy, mình hạt, mình tự chế. Thì mình cảm thấy là nó rất chi là hữu dụng cho cái vấn đề ví dụ như đây nhá. Khi mình cặp cái điện thoại vào đây để mình quay này. Đấy, đúng không ạ? Đây. Ngoài này còn cái mặt cái camera nó đằng sau nó chiếu ra. Đấy, mình có thể chỉnh. Đây, chỉnh nhá, 360 độ. Đấy, thì nó không có độ rung lắc được đâu. Đấy, rất chi là chắc chắn. Đấy,
phải phải mua cái kia mà mua cả ship về nhà chắc cũng phải nửa triệu đúng không? Thế mà quy ra lúa thì cũng tương đối nhiều. Đấy, thế nên là ta có thể cả coi như thế là dùng cái gọi là kiểu lăng vườn đấy, như kiểu gọi là tào tháo đuổi chữa bằng búp ổi ấy, ngon bổ rẻ. Thôi thế cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của lăng vườn Khang Audio Bình Dương. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci.